Hello, xin chào cả nhà nha. Em là Quỳnh Thân. Hiện tại em đang đứng trước cửa hàng chờ đón một chiếc Vario xe biển số 5 số 3 nhập đội. Review trực tiếp luôn cho anh em mình xem nha. Đợt này tranh thủ gom lại quân số chơi Tết. Đây. Ship. Rồi. Cái này đèn tròn này, phải đèn vuông mới đẹp. Ủa này dọn lên clip hả ta? Dọn áo luôn hả? Có hả? À, áo jean clip luôn hả? Ủa vậy là chiếc xe này khách chạy thời gian mình mới mua rồi, phải không? Hay là nó gớt biển rồi dứt liền? Xe đẹp quá. Con này về chắc chắn là sẽ lên màu tím rồi. Anh em đón chờ nha. Hay về nhập số khẩu vô nhà. Đây cũng có một con nè, Vario 5 số 3 nữa nè. Vario 125-219. Đây. Còn con AB dạ. ABS à. Rồi, con này cũng mới nhập đội nữa nè mấy bạn. Mấy nay anh Dũng cũng có quay lên cho anh em mình xem rồi đó. Kênh chính nha, còn em thì quay kênh phụ cho anh em mình xem. Đây, cả một nhà tím luôn. Này lên màu ăn Tết, còn anh em nào thích con nào đó chốt được thì em cũng có hỗ trợ đổi áo lại cho anh em nha. Đây, 83B4. Ủa, em nhớ còn con ngũ quý nữa mà phải không? Đó là B mấy ta? B3, ngũ quý 3 hả? B3, ngũ quý 3 chứ nó nằm trong cái vậy hả? Là giật luôn, không trả tiền. Rồi, chào anh em nha. Anh em nhớ đón chờ giùm em nha. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả đã xem clip nha. Lu bu quá, không có tư vấn được gì hết. Quay cho anh em đón thôi.